Thì từ gia hộ cho chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, quý ni trưởng ni sư, chư tôn thiền đức tăng ni là những người đang lèo lái con thuyền chánh pháp trên khắp mọi miền năm châu bốn biển, cầu cho Phật pháp được trường tồn, chư tôn thiền đức được mãn nguyện để chúng con được thân ân triêm thấm nhuần trong giáo pháp của Như Lai, và hồi hướng cầu nguyện mười phương chư Phật hướng về những người Phật tử phát Bồ Đề tâm niệm Phật để được cảm ứng với Ngài vãng sanh, được an vui về với cõi Phật. Chúc quý vị luôn luôn tinh tấn, câu niệm Phật vững bền. Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay là lần thứ 8 rồi. Sao lẹ dữ vậy ta? Thấm thoát thời gian trôi qua, nếu chúng ta không cố gắng thì ngày tháng cũng sẽ hết, thì gọi là ngày tháng như thoi đưa. Thì hôm nay chúng tôi sực nhớ lại là những tháng trước khi chúng tôi hướng dẫn quý Phật tử, nhưng mà hướng dẫn lại thiếu căn bản một chút, có nghĩa là chưa nói về tam quy cho Phật tử nghe. Truyền giới thì nhiều, nhưng thời gian truyền giới không có lâu, do vậy quý Phật tử có người không biết quy y Tam Bảo là làm sao cho đúng. Cho nên bữa nay chúng tôi lại chọn lại cái chủ đề nhẹ thôi, là tìm hiểu quy y Tam Bảo. Vì chấp nhận không? Chấp nhận không? Chấp nhận ha. Nhờ tìm hiểu về quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo chắc là ai cũng nhớ, phải không? Hiểu sâu thì chưa hiểu, nhưng mà chắc là ai cũng nhớ. Quy Tam Bảo là gì? Một, quy Phật. Hai, quy Pháp. Ba, sao dễ dữ vậy ta? Nhưng mà hỏi là tại sao chúng ta quy Phật, trả lời được không? Tại sao chúng ta quy Phật? Chưa biết. Hôm nay nói những cái chưa biết, cái gì biết rồi thôi khỏi nói ha. Như vậy chúng ta quy y Tam Bảo, Tam là ba, Bảo là quý báu. Như vậy ba ngôi quý báu thì thế nào gọi là quý báu, và tại sao ta phải quy y? Là điều thứ nhất là Phật, Pháp và Tăng là quý báu, cho nên chúng ta nương tựa. Là quý báu cho nên chúng ta nương tựa ha. Chứ còn không quý báu là không nương tựa. Nhớ vậy. Như vậy Đức Phật, bây giờ mình xét về Đức Phật là quý báu, là quý như thế nào? Vậy thì Đức Phật cũng giống như mọi người chúng ta. Có cha không? Là vua Tịnh Phạn. Có mẹ không? Có, là Hoàng hậu Ma Gia. Sau khi sanh ra Thái tử Thất Đạt Đa 7 ngày, Hoàng hậu Ma Gia đã sanh thiên, mãn cái kiếp cõi người, sanh về cõi trời chơi. Như vậy nếu như mà bây giờ chúng ta thấy, nếu mà mẹ chúng ta mà vắng bóng sớm trong cuộc đời, chúng ta gọi là bất hạnh, mồ côi, phải không? Cho nên trong cái tiến trình mà Đức Thế Tôn giảng về cuộc đời là nỗi khổ, là Ngài hiểu được cái điều đó. Như vậy chúng ta nói Đức Phật cũng có mẹ, cũng có cha. Lớn lên Ngài có gia đình không? Có. Vợ của Thái tử là ai? Gia Du Đà La. Vậy con của Thái tử là ai? La Hầu La. Nhớ Thầy nói rõ ràng là vợ Thái tử, con Thái tử nghe không? Chứ mai mốt đừng có nói vợ Phật, con Phật là không được ha. Con Phật là chúng ta, nghe không? Như vậy vợ của Thái tử là Gia Du Đà La. Vậy thì chúng ta biết là Ngài cũng có cha, có mẹ, có vợ, có con, có sự nghiệp không? Học giỏi lắm. Ngài học gì là Ngài biết nấy. Còn bây giờ quý vị, Thầy giảng xong quý vị leo lên ngồi giảng thay Thầy được không? Như vậy mới quý. Nó quý ở cái chỗ là Ngài á, Ngài học xong rồi là Ngài dạy lại cho chúng ta. Ngài học tất cả những cái giáo pháp, rồi Ngài đem cái giáo pháp đó Ngài dạy lại cho chúng sinh bằng cái sự tu chứng của Ngài. Do vậy mà nó quý ở cái chỗ là Ngài danh vọng địa vị, Ngài kế vị ngôi vua của cha mà Ngài không kế vị. Mà Ngài đi đâu? Đi tìm chân lý, tìm con đường giải thoát cho chúng sinh. Thấy quý không?
Hiểu không? Hiểu ý này chưa? Rồi hiểu, khen Phật. Và bữa nay quý vị hiểu cho nên có mặt ở đây, phải không? Quý vị hiểu là bữa nay là mình đi tu cho mình hay là đi tu giùm thầy? À, đi tu cho mình thì ráng tu, chứ đi tu giùm thầy là thôi giờ đi ngủ rồi. Cái tu giùm thầy tu chia cho nhiều, phải không? Tu cho mình ráng tu nhiều. Như vậy Đức Phật là một cái đấng mà quý báu, là tại vì Ngài có ngai vàng, có vợ đẹp, con ngoan, có cả gian sang đất nước, mà Ngài bỏ hết, Ngài đi tu. Còn quý vị bỏ được chưa? Bỏ được một ngày thì tính ra là ngày nay cũng bỏ được rồi. Có người là bỏ một buổi, hồi sáng ở nhà, hồi trưa mới tới nè, là bỏ được một buổi. Như vậy là chúng ta cảm nhận được rằng là quý là ở cái chỗ là Đức Phật bỏ hết tất cả, mà ta đó thì bỏ không được. Do vậy mà trong cái thời của Đức Phật á, có một cái vị nông dân, ông có một cái chòi lá với cái cuốc thôi, nhưng mà vì cái cuốc, ông nhớ cái cuốc, cho nên ông phải xuất gia 7 lần như vậy. Ông xuất gia thời gian, cái ông nhớ cái cuốc, cái ông hoàn tục trở về, cái cầm cái cuốc, cuốc ruộng, cái sao buồn quá, cái đi tu nữa, bỏ cái cuốc đi tu nữa. Như vậy mà đến lần thứ 7, ông quyết định lần này đi tu là không quay về nữa. Ông mới cầm cái cuốc trên đầu vậy nè, ông cầm vậy nè, ông quơ vậy nè, bắt đầu ông chóng mặt, cái lát ông buông cái văn đi đâu ông không biết. Và từ đó ông đi và không bao giờ ông về nữa. Như vậy cho nên trong đạo Phật cho 7 lần xuất gia, có nghĩa là đi xuất gia rồi buồn tình quá trở về, trở về rồi bắt đầu trở về cũng coi không ổn, đi xuất gia tiếp. Mà giờ quý vị cỡ như mà đi xuất gia rồi quay trở về, có mặt mũi nào đi nữa không? Cũng có người đi lần thứ hai. Trong nhà Phật thì Đức Phật cho chúng ta được phép xuất gia 7 lần là tại vì lý do chúng ta tham đắm cái thế sự này. Mà Đức Phật lại có tham không? Nếu mà Thái tử Tất Đạt Đa tham thì chắc là cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan Ngài không bỏ. Mà sở dĩ mà Đức Phật quý là quý ở cái chỗ là chúng ta không có bao giờ chúng ta bằng Ngài hết trơn. Cái y báo của Ngài, Ngài sanh ra là sanh ở đâu? Sanh trong hoàng cung, sanh làm con vua. Còn mình sanh ở đâu? Tự mọi người biết. À, như vậy rồi bây giờ mình lớn lên mình học coi cái học của Ngài với cái học của mình như thế nào. Mình có học bằng Ngài không? Ngài học bao nhiêu là cái người dạy Ngài là không có ai dạy nổi hết. Là dạy một thời gian là hết rồi, hết dốt, không còn gì dạy hết. Mà chúng tôi thường quán chiếu, chúng tôi thấy là giá như là Đức Phật có 9 phần rồi, cái người dạy là thêm vô phần nữa là đủ 10. Và cứ như thế, người nào cũng thế, người nào đến dạy là chẳng qua là nhắc lại thôi, Ngài đã đủ hết 9 phần. Như vậy thì cứ hở học tới đâu là Ngài tròn đầy tới đó. Còn ta học á, thầy dạy 10, mình nhớ 1. Còn Thế Tôn á, thì dạy 1 mà Ngài nhớ 10. Cái sức học của Ngài vậy. Rồi khi mà Ngài đi tu á, là Ngài có một tiến trình. Ngài đi tìm học hết tất cả các đạo. Sau đó Ngài tu khổ hạnh, mà năm anh em của ông Kiều Trần Như là những người tu khổ hạnh đệ nhất. Nhưng mà đối với đạo sĩ Gotama là phải nhường cái ngôi đệ nhất khổ hạnh cho Thái tử. Như vậy có quý không quý vị? Quý không? Một tràng pháo tay tặng cho Đức Phật. Đức Phật mà giờ mình vỗ tay, mình vỗ hết kiếp này luôn chắc cũng hết nhé. Những cái mà gọi là tuyệt vời của Ngài. Do vậy gọi là báo, Phật bảo là vậy. Như vậy ta quy y Phật thì ta nương tựa Phật để trở về với Phật tánh của mình. Cái điều này quý vị hiểu không? Chứ đừng có tưởng Đức Phật là một đấng thần linh để con cầu, con nguyện, cầu Đức Phật cho con cái này, cầu Đức Phật gia hộ cho con cái kia. Điều đó chỉ là một trong những cái gọi là mê tín. Tại sao thầy nói mạnh vậy? Là tại vì chúng ta không có cầu nguyện, mà chúng ta nương vào Đức Phật để chúng ta soi sáng lấy bản thân mình. Đức Phật cũng như chúng ta, tại sao Ngài thành Phật?
Ngài không có ngồi đó van xin, mà Ngài phải thực hành, Ngài phải tu, Ngài phải học. Ngài tu đến nỗi mà Ngài còn bộ xương khô. Tôi nhìn trở lại, tôi coi cái tượng mà tôi thỉnh từ Ấn Độ về còn không. Khi tôi thỉnh cái bức tượng này là để gì vậy? Tôi nói là trong cuộc đời thế nào, đến lúc mình già, thế mình nguyện sao mình giống như Đức Tôn vậy, còn bộ da bột xương tu vậy nè, mới có thể nói là nếm được cái mùi, nếm được cái mùi. Chứ còn mình tu mà trắng da dài tóc cái kiểu này, Đức Thế Tôn mà Ngài tu đến cái chỗ mà da bột xương này, phải không? Ngài tu mỗi ngày Ngài ăn một hột mè, mà Ngài có than vãn gì không? Ngài vì ai mà Ngài phải ăn một hột mè? Vì tất cả chúng sinh. Ngài vì muốn tìm ra chân lý. Cho nên Ngài quên ăn bỏ ngủ 6 năm tu khổ hạnh. Thấy không quý vị, thấy chưa? Còn bây giờ mà mình nói Phật ơi, cho con ngủ miếng con tu nữa, vậy chết rồi. Thấy không? Rồi bắt đầu chúng ta mới nói có thực mới dựng được đạo, rồi cái bụng con giờ cáo, cho con ăn miếng đi con tu. Mà ngày xưa Đức Phật ăn có hột mè, vì mình mà tu đó, cái chỗ đó là chỗ quý. Rồi quý vị hiểu ý này chưa? Rồi quý vị hiểu, nói tới cái khác. Nó ít mà hiểu nhiều. Thầy mong rằng quý vị sẽ là những người đệ tử Phật. Nó chỉ cần sơ sơ cái mình hiểu. Mà mình lại Phật, lại Phật sói tráng luôn, vẫn không bao giờ thấy rằng đủ cái ơn mà Đức Phật đã cho mình. Đức Phật đã cho mình quá lớn đi. Ngài bỏ khi đứa con còn ẩm trên tay. Bây giờ quý vị mà ngày hôm qua có một vị tín chủ đến quy y với thầy. Nhưng mà cô đó nói thầy ơi, con còn con nhỏ, thầy quy y sớm con về con nhỏ. Thầy, mà cô đó chưa hiểu về Phật, chứ xém thầy nói là ngày xưa Đức Phật mà Ngài La Hầu La còn ẩm trên tay là Ngài bỏ Ngài đi luôn á. Chứ mình giờ mà gửi bà nội nó, gửi bà ngoại bà nội nó mà thì thôi cởi nó, ở lại quy y tối tối cũng được. Có nghĩa là chúng ta đầy đủ những lý do để chi vậy? Để chúng ta có thể là quên đi cái ơn của Phật. Cái thứ hai là chúng ta quy y Pháp. Nói ít vậy thôi ha. Cái thứ hai là quy y Pháp. Bây giờ quy y Pháp là quy y gì? Quy là trở về, y là nương tựa. Ta trở về, ta nương tựa, phải không nè? Nương tựa Pháp. Vậy là nương tựa Pháp là nương tựa cái gì? Quý vị ở đây là đang nương tựa cái câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, là cái chỗ nương tựa của quý vị. Cái đó là cái pháp mà mình chọn rồi đó, mình chọn để mình tu. Như vậy còn có những người, người ta nương tựa pháp là người ta nương cái bài chú Đại Bi. Người ta tu với bài chú Đại Bi, người ta thành lập một đạo tràng Đại Bi chú. Còn có người, người ta nương vào một cái từ án thôi, và họ suốt ngày họ cứ như nè, mình vô trong cái đạo tràng đó là da gà mình nó nổi từ cơn từ cơn. Vì cái đạo tràng đó chỉ niệm một chữ thôi, mà nó hay có một điều là người ta không có để không khí trống gì đâu. Ta làm luôn máy lạnh để trong đó, người ta chỉ cần là bắt đầu mình nghe. Như vậy á, bắt đầu tất cả những cái quan gia trái chủ, những cái vô minh của mình nó tan hết. Và mình nghe cái đó là bắt đầu mình dần dần mình trở về với Phật tánh của mình. Và chúng ta niệm Phật cũng vậy, hồi sáng thầy nói đó, quý vị niệm Phật phải niệm Phật là hết khả năng của mình. Y như cái câu bài hát mà niệm Phật của nhạc sĩ Vũ Nhục Tỏn hay là nhạc sĩ chỉ nào không biết. Hát có cái bài niệm Phật, khi ăn cũng niệm Di Đà, đến khi đi ngủ cũng ngê nga nằm, khi mà nhàn thì niệm niệm chăm chăm, đến khi bận rộn thì cũng thì thầm nghêu. Dầu rằng việc gấp như tên, thâu đêm suốt sáng, Di Đà không có quên. Như vậy thì chúng ta niệm Phật có phải là đợi thầy ơi con rảnh, mai mốt con rảnh con lên chùa hẹn tu bữa. Hỏi chừng nào rảnh? Thôi ơi, rảnh mới sợ.
Ở đây ai rảnh đâu giơ tay lên thầy coi coi. Không ai rảnh hết trơn. Cái đó là sợi dây ràng buộc. Chúng ta tự ràng tự buộc. Chúng ta giống như là con tầm vậy đó. Nó tự nhả tơ, rồi nó quấn quanh mình, gọi là tự ràng tự buộc. Chúng ta tự tìm ra cái phiền não hay phiền não nó tìm chúng ta? Chúng ta tự tìm ra cái phiền não à. Chứ còn bây giờ giả sử như người ta có chửi mình đi nữa, mình nói trời cái người đó nhắc nhở mình mừng quá, lâu nay không ai dám nhắc nhở mình hết, có người nhắc nhở mừng quá. Như vậy mình đâu có nghĩ người ta chửi, mà mình nghĩ là người ta ban tặng, người ta cho mình đó. Như vậy á, cái phiền não là do mình tìm. Cái pháp của Phật là, pháp Phật là gì? Pháp Phật là cái chỗ mình quy y, mình nương tựa, là cái pháp giải thoát. Người ta chửi mình nói à, người ta đang thương mình. Mình học pháp Phật, mình quy y, mình phải nghĩ vậy. Thì sự như người ta nói rồi, bà hai bà quậy quá trời luôn, cái mình nói à, vậy là cổ chỉ cho mình ngay cái cọng dây quậy. Mình có một cái cọng dây quậy là cái cọng dây hơn thua, cái cọng dây nghĩ xấu người khác. Trời ơi, mình nó mọc ra một cái cọng dây nghĩ xấu là tại vì mình nghĩ ai cũng xấu hết. Mà cái cọng đó bữa nay chị hai chị lợi chị lấy cái dao chặt nước đá chị cưa. À, chị cưa cho đứt, nhưng mà mình á là mình không có chịu đứt. Có chịu đứt không? Không, đau lắm. Cưa đau lắm, cho nên ta nói là nét mực tàu là đau lòng gỗ, sự thật mất lòng. À, cho nên á cái lời thật nó trái tai thì giáo pháp của Phật có dám nói trái tai không? Cho nên hầu hôm này á thầy có nói với các vị Phật tử, thầy nói á, thầy mà đệ tử đông, thầy mà Phật tử thương thầy về đông là thầy tu dở. Vì cái người tu giỏi á là có một cái câu là cá nước trong thì không cá. Nước trong thì không cá, mà nước thầy bục đục đục cá độc. Hiểu ý này chưa? Hiểu thầy cảm ơn. Thế là chúng ta nên hiểu điều đó. Chúng ta nên hiểu là nếu mà chúng ta còn có thân bằng quyến thuộc càng nhiều, mà ngày xưa chúng ta còn có cái câu phục nguyện là tam đa đó, là đa tử, đa tôn, đa phú quý. Mà nếu mà chúng ta còn tam đa đó là chúng ta còn ba đá nữa, lăn ba cục đá nữa mới hết. Là chúng ta còn có thân bằng quyến thuộc nhiều, chúng ta có còn bạn hữu nhiều, thì tiến trình tu tập chúng ta còn phải nương vào lẫn nhau, còn phải bị lôi kéo. Giả sử như giờ thầy Phật tử thương thầy đi, giả sử như ngay bây giờ mà thầy nằm xuống là quý vị cười hay là quý vị khóc? Khóc. Khóc sao thầy đi? Ngày xưa đến tổ A Nan á là thị giả của Đức Thế Tôn, mà tổ còn sợ rằng khi Đức Thế Tôn nhập niết bàn, ngài không kìm được nước mắt. Ngài Xá Lợi Phất là một trí tuệ đệ nhất, mà xin Thế Tôn cho con về quê. Để chi vậy? Con nhập niết bàn trước Thế Tôn. Cái bậc mà sanh tử tự tại mà còn xin Thế Tôn cho con về quê nhập niết bàn. Bởi vì giáo pháp của Đức Thế Tôn hay quá, nhưng mà con đã chứng ngộ được pháp đó, nhưng mà con sợ rằng con giữ không được. Con nhìn thấy Thế Tôn nhập niết bàn mà nước mắt con rơi thì làm sao con làm gương mẫu cho các thế hệ đi sau? Cho vậy thôi Thế Tôn cho con về quê, con nhập niết bàn trước con đón Thế Tôn. À, chúng ta nên hiểu cái chỗ đó. Cho nên cái giáo pháp của Phật dạy chúng ta, nhưng mà chúng ta biết dùng như thế nào mới gọi là chỗ chúng ta quy y, chỗ chúng ta nương tựa. Chứ nếu không á, giáo pháp Phật á, là quý Phật tử mỗi ngày như vậy chúng ta về chúng ta có tụng kinh không? Có không? Mà coi chừng tụng không hiểu lời nào hết, là nó lỗ vốn ghê gớm lắm. Hàng ngày mình tụng kinh là mình phải nên lấy một câu, một ý nào trong kinh á, mình đem về nhà và mình tư duy, mình nghiền ngẫm, cũng y như là mình xài cái viên ngọc báo đó vậy. Pháp bảo là vậy. Mà thâm nhập kinh tạng thì trí tuệ như biển. Đây, mà cái biển trí tuệ thì quý vị có bao giờ quý vị bị giam nhốt ở đâu không? Cái người có trí tuệ là không bị giam nhốt ở đâu được. Là vì sao vậy?
là vì người ta hiểu biết hết trơn hết trọi. Giả sử như giờ quý vị không hiểu thì quý vị nghĩ bức tường này là cứng phải không, là chắc phải không? Chứ còn cái người mà hiểu thì cái bức tường này là có chỗ giọng cái bởi. Tại sao vậy? Ở trong đó nó có một cái cục gạch, mà cục gạch nó có bốn cái lỗ, mà ngay chỗ bốn cái lỗ đó là nó mềm hơn là ngay cái chỗ mà cái đầu hồ. Hai cục gạch với nhau nó có một cái khoảng giữa đó, người ta bỏ cái đầu hồ vô đó thì ngay chỗ đó nó cứng hơn, nó cứng hơn cái chỗ mà chiến giữa của cục gạch. Như vậy cái người hiểu biết có đục ngay cái đầu hồ hay là đục chiến giữa cục gạch? Đục giữa cục gạch lẻ hơn. Như vậy cái người trí nó khác với cái người không có trí là vậy. Cũng giống như bây giờ á, cái này là cái cục than, cục lửa đi. Cái người trí biết cục lửa là nóng, có bao giờ bóc vô cho nó phỏng tay không? À, cái người đó cũng bóc. Nếu điều kiện phải bóc thì người ta bóc, người ta dục liền. À, thầy ngày xưa thì cũng có từng đã bóc lửa, nguyên cục lửa vậy đó, mình sẵn sàng bóc, nhưng mà cái tay mình vừa chụp với mình dục liền, là nó vừa đủ nóng cái mình đưa đây mà vuốt vuốt. Hồi nhỏ không biết tại sao phải đưa đây. Thấy những người lớn tuổi mỗi lần cái tay nóng á, cái đưa lên đây vuốt vuốt là tại vì chỗ này thịt không à, mà cái chỗ thịt không á thì nó mát. À, đưa lên đây là nó không bị phỏng. Nhưng mà nếu cái người không biết á thì bóc vào sẽ bị phỏng, tại người ta bóc cái người ta cầm luôn cho nên phỏng. Thì cái người quy y Tam Bảo, học được pháp của Như Lai mà biết nó là pháp bảo á, thì cái giáo pháp của Như Lai sẽ là cái chìa khóa để ta mở ta ra tất cả các địa ngục. Địa ngục chính là gì? Là vô minh, là không hiểu biết. Vậy thì quy y pháp là trở về nương tựa với pháp giải thoát. Mà để chi? Để trở về với pháp tánh thường trú của chính mình. Mình có cái pháp tánh thường trú, mình nương vào giáo pháp của Phật để mình trở về với pháp tánh thường trú của mình. Như vậy bây giờ hỏi là pháp nào đúng, pháp nào sai? Ở đây ai biết? Ai biết pháp nào đúng? Giơ tay chia sẻ với thầy coi. Nên thinh hết vậy đó. Không lẽ nhiêu đây biết pháp sai không à? Hồi giờ không biết pháp đúng phải không? Rồi thầy hỏi quý vị pháp nào sai? Nên thinh luôn nè. Có nghĩa là không biết pháp sai phải không? Vậy thì quý vị pháp nào nửa đúng nửa sai? Nên thinh luôn nè. Chơi kỳ cục ấn không? Rồi bây giờ nói pháp đúng, rồi sẽ nói pháp sai, sẽ nói pháp nửa đúng nửa sai. Pháp đúng là pháp gì? Pháp đúng là chánh pháp. Mà chánh pháp còn gọi là chơn đế. Chơn đế mới gọi là pháp đúng. Mà chơn đế là gì? Là thập như thị. Có nghĩa là nó như vậy á. Hỏi là tại sao cái hoa này là hồng, miễn bàn. Nó như vậy. Cái tướng như vậy, cái tánh như vậy, cái thể như vậy, cái lực như vậy, cái tác như vậy, cái nhân như vậy, cái duyên như vậy, cái quả như vậy, cái báo như vậy, rốt ráo trước sau nó như vậy, cớ sao phải hỏi nó chi? Cái đó gọi là chơn đế. Chơn đế là một sự thật miễn bàn. Hỏi tại sao là chú này cao mà chú kia thấp? Nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, miễn bàn. Không hỏi tại sao, vì là chơn đế rồi. Hiện tướng như thế nào thì cứ để y như vậy. Cái đó gọi là chơn đế, gọi là pháp đúng. Hiểu chưa? Hiểu nói hiểu, không nói không chứ sao nín đây vậy con? Cô Bửu Tiền bớt cái máy lại chút xíu, hình như là nó ù quá cô. Vậy là chúng ta hiểu chơn đế rồi phải không? Hiểu chơn đế có nghĩa là không gây lộn với nhau. Là tại vì đâu có cần gì phải gây. Không nói đúng, chẳng nói sai. Nếu nói đúng sai là tục đế. Tục đế là gì? Là pháp sai. Pháp sai, bây giờ nói pháp sai nè. Pháp sai là sao? Pháp sai có nghĩa là nếu mình cho cái này là đẹp, sai hay đúng? Sai rồi. Vì sao vậy? Vì nó đẹp với mình, chứ còn nó xấu với người khác. Trời, cấm quá, xấu quá. Thấy không? Rồi giả sử như mình luôn luôn mình cho mình đúng, là đúng chưa? Mình đúng mình mới nói chứ. Nhưng mà nó là chưa đúng. Vì sao vậy? Vì nó đúng với mình thôi, chứ không đúng với người khác. Giả sử như quý Phật tử, mà quý Phật tử có nhân duyên với thầy, giảng nói trời thầy giảng hay quá, mà khen trước mặt thầy Thiện Thuận thì sao?
chết giấc không? Tại sao vậy? Tại vì nó hay là hay với quý vị thôi, còn cái vị đệ tử của thầy khác nó chụp ông làm giảng gì hay cho. Là tại sao vậy? Là tại vì nó không có cái duyên với người đó. Giả sử như thầy đừng giới thiệu mình nữa, ví dụ như chú này đi, chú về mà chú nhìn bà xã chú là tuyệt vời, chứ mà chú nhìn bà xã người khác mà tuyệt vời là chết đi, đúng vậy không? Đó, vậy là tuyệt vời. Cái đó người ta gọi là tục đế. Tục đế là gì? Là với mình thì cái người đó đẹp, nhưng mà với người khác thì cái người đó không có đẹp, mà khi thương thì trái áo cũng tròn. Cái này gọi là tục đế. Tục đế là tại vì mình thấy cái người đó dễ thương thì người đó làm gì mình cũng thương hết á. Còn một khi mà cái người ta mà ta ghét cái người đó rồi á, là mình á thì mình nhìn mình chớp chớp mắt, mình sợ mình chớp cái là nó mất đi cái nét đẹp. Vậy mà cái bà trời bà đưa cái miệng bà ra cái là thôi chịu không nói á. Mà cũng một hành vi mình thấy rất là đẹp, nhưng mà cũng một hành vi người kia thấy nó rất là xấu. Là vì sao vậy? Bà đang ghét. Như vậy thì cái đó nó gọi là tục đế. Tục đế là cái pháp mà chúng ta đang tu này. Chúng ta đang tu từ cái pháp tục đế cho đến pháp chân đế. Cho nên nếu mà nói người Phật tử thì phải nói là nửa đúng nửa sai. Thấy không? Cái người thế gian á, là người ta tu với tục đế thì người ta tự cho họ đúng là họ đang sai. Phải không? Còn cái pháp của Phật á, Đức Phật dạy cái pháp chân đế, nhưng mà Ngài nói pháp chân đế có ai hiểu được không? Không. Ngài không ai hiểu được hết. Cho nên Ngài mới chia ra làm năm thừa. Ngài chia làm nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa, để đi đến chân đế. Như vậy năm chiếc xe này đi đến cái mục đích là chân đế. Như vậy cái người thế gian, người ta chỉ có sống với tục đế thôi. Là hễ mà cái này đúng thì nói đúng, cái này sai thì phải nói nó sai. Nhưng mà đúng có thật đúng chưa? Chưa. Nếu nói cái thế gian này mà đúng mà thật đúng rồi thì thầy không có đi tu chi trơn rồi. Nếu thế gian này mà có chân lý, không thèm đi tu chi. Đó nói thật á. Thế gian này mà đi tìm chân lý thì chỉ đi tìm một mặt của mặt đối lập mà thôi. Có nghĩa là đi tìm mặt phải của mặt trái mà thôi. Mà đi tìm đến một giai đoạn nào đó chúng ta hiểu được rồi thì trái với phải nó là bàn tay lật qua lật lại. Cái pháp thế gian chính là hai mặt của một chỉnh thể, một vấn đề. Nếu chúng ta nói đúng là chúng ta đang lật cái mặt này ra, nếu chúng ta nói sai là chúng ta đang lật mặt này ra. Trong cái đúng nó có cái sai, trong cái sai nó có cái đúng. Hiểu ý này chưa? Hiểu không? Hiểu thiệt à nghe, không có gạt thầy à nghe. Cho nên người ta thường hay cãi nhau, người ta gọi là cãi lộn. Cãi lộn chứ không ai mà bao giờ mà thấy cãi nhau mà nói cãi đúng hết trơn. À, như vậy khi chúng ta biết cãi là lộn, chúng ta còn cãi nữa không? Còn không? Trời không mà coi chừng cãi à. Thôi bây giờ quý vị đọc với thầy bài pháp cú này đi. Người kia không biết rằng ta chết vì cãi nhau. Rồi lặp lại hai câu. Người kia không biết rằng ta chết vì cãi nhau. Lặp lại. Lặp lại. Vậy người kia là người nào vậy? Người nào? Người kia nè. À, ai nhận ra điều đó tranh cãi lắng dịu mau. Ai nhận ra điều đó tranh cãi lắng dịu mau. Rồi lặp lại hai câu sau. Lặp lại. Lặp lại. Rồi lặp lại bốn câu. Người kia không biết rằng ta chết vì cãi nhau.
ai nhận ra điều đó, tranh cãi lắng dịu mau. Rồi lặp lại 4 câu, 2, 3. Lặp lại lần nữa. Quá tuyệt vời, một tràng pháo tay tặng Phật tử. Bài này thầy phải học một tuần lễ mới thuộc lận. À, đó là người kia không biết rằng ta chết vì cãi nhau, mình cãi nhau lát có dẫn đến cái chết không? Cãi nhau lát là coi người chết đó. Cho nên á, chúng ta hiểu được giáo pháp thì có 3. Một là chơn đế, 2 là tục đế, và cái đoạn giữa là nửa tục nửa chơn. Là tại sao vậy? Là cái người hiểu được chơn đế nhưng mà vẫn sống với tục đế. Cái người hiểu được chơn đế mà vẫn sống với tục đế, cho nên gọi là nửa tục nửa chơn, gọi là nửa đúng nửa sai. Hỏi tại sao vậy? Là tại vì thầy biết rằng cái việc này là không nên làm, nhưng vì lợi ích cho cái người này có làm không? Đây là Bồ Tát Quan Âm. Giả sử như giờ Bồ Tát Quan Âm có khi nào mà Quan Âm thị kính á, tự nhiên vậy mình tu vậy cái đi ôm đứa con của thị màu nuôi, đúng hay sai? Mắc mới làm chuyện tào lao hả? Phải không? Có nghĩa là mình làm cái chuyện đó để cho con màu nó đi đẻ nữa hả? Nó đi làm bậy bà, nó đem vô chùa nó bỏ nữa hả? Như vậy làm cái việc đó nếu mà nói đúng thì có đúng không? Không. Chuyện thị kính mà, thị kính là người nữ mà tại sao mà không chịu nói là tôi là người nữ? Cái đó là Bồ Tát á, biết không? Cái đó là Bồ Tát mới làm được cái chuyện đó. Có nghĩa là Bồ Tát tự mình biết rõ chơn đế rồi, mình biết rõ cái việc này là quan ức rồi. Nhưng mà cuộc đời đâu có cái gì quan ức đâu. Biết rõ nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, cho nên không có nói mình là nữ. Thôi thị màu nó nói vậy hả, thôi ôm đứa con nó đi nuôi. Ôm đứa con nó đi nuôi là thị màu nó khoái quá trời luôn, thấy không? Như vậy thì nếu như chúng ta hiểu được á, là giữa nửa chơn nửa tục thì chúng ta biết là đó là cái công hạnh của những người đang tu. Người ta biết nhưng mà có phải cần phải nói không? Không. Thì kính cứ như thế âm thầm ôm đứa con nuôi cho đến lúc thì kính mất mới báo cho mọi người biết đó là người nữ đó. Thì mẫu làm chuyện ác vậy đó. Lúc người ta hiểu ra thì lúc này là thị màu thị kính còn nữa không? Không, sự thật nó bày ra khi cái màn kéo lại. Như vậy thì quý vị hiểu được pháp thì chúng ta nương tựa pháp, chúng ta đừng bao giờ mê tín. Chúng ta đừng bao giờ để người đệ tử Phật mà để người ta chê rằng mình là người mê tín. Cho nên thầy nói cái pháp Phật á là pháp không. Mình đến chùa bằng cái tâm mình á là quy y pháp rồi, cho nên học hỏi giáo pháp của Phật hết. Đừng bao giờ cố chấp vào cái pháp gì. Mình tu cái này, người ta tu cái kia, đừng bao giờ cho mình là đúng, cho mình là hay hơn người ta. Như vậy mới gọi là người hiểu pháp, mới gọi là người nương tựa pháp để trở về với cái tâm không của mình. Mà tâm đó là tâm chân thật đấy. Trở về với cái chân thật. Mà chân thật là gì? Là không có hình tướng ở cái chỗ chấp. Cho nên là cũng có người nói rằng: thưa thầy, bây giờ con quy y có nghĩa là con bước vô trong hết rồi. Có một câu hỏi hỏi thầy chứ thầy ơi, bây giờ ông xã con ông không có quy y được, nhưng mà ông hiền lắm, ông hồng nào ông không có giết gì hết, nhưng mà con trai của con quy y hết rồi, giờ con muốn gia đình con là Phật quá gia đình, nhưng mà ông xã ông nói anh thì em với con quy y đi, thôi để anh ở ngoài, mình chân ngoài chân trong, để rồi lỡ mũi ha dán ha kiến gì đó anh xịt không có tội. Có không? Có tội không? Thầy hỏi quý vị có tội không? Có phải không? Hỏi đàng hoàng nghe, hỏi lại một lần nữa. Bây giờ quý vị không quy y, quý vị xịt mấy con mũi,
mấy con gián, mấy con kiến có tội không? Một tràng vỗ tay tặng cho quý vị. Lấy một ví dụ, bây giờ công an làm chuyện ác, quý vị làm chuyện ác, hai cái này người nào tội nặng hơn? Ai? Vậy là bây giờ quý vị là người Phật tử với lại một cái người không là Phật tử mà sát sanh, tội nào nặng hơn? Phật tử nặng hơn. Rồi bây giờ quý vị là cái người biết lửa là biết điện là giật, một cái người không biết điện là giật, thọt vô, cái người nào bị giật nặng hơn? Cái người không biết, đúng không? À, bây giờ quý vị là cái người biết cái chỗ này có hầm trong, một người không biết có hầm trong cũng thì nhảy qua, nhưng mà nếu quý vị biết đó là hầm trong, quý vị nhảy qua, còn người kia không biết, người ta nhảy qua mà người ta nhảy, thì cái người nào lại nhảy qua luôn, còn người nào rớt dưới hầm? Người không biết rớt dưới hầm, tại vì cái người này ta biết hầm trong cho nên ta lấy trướng từ xa rồi ta bay tới đó là ta nhấp cái ta qua luôn, là ta biết rõ cái chỗ đó hầm trong, còn cái người kia không biết ỷ y mới rớt. Như vậy thật sự ra nếu mà nói phạm mà cái nào nặng hơn thì thầy nói là cái người biết nhẹ hơn, cái người biết nhẹ hơn cái người không biết. Cái người biết luật pháp thì phạm vào cái tội đó nhẹ hơn cái người không biết luật pháp phạm vào tội đó. Là thầy nói như vậy để quý vị có một cái tư duy là đừng nghĩ rằng ta quy y Tam Bảo mà ta làm việc đó thì có tội, còn ta không quy Tam Bảo ta sẵn sàng làm việc đó không có tội. Không có. Cái tội cái phước là do nhân quả rõ ràng. Chẳng qua ta quy y Tam Bảo là ta nương tựa vào Tam Bảo để ta có một cái mãnh lực mạnh hơn mà thôi. Giả sử như giờ sát sanh thì cái người quy y Tam Bảo rồi, mình đối trước chư Phật và thầy để mình giữ giới không sát sanh, mà bây giờ mũi nhiều quá mình vẫn phải đuổi nó đi, chứ không lẽ giờ nó ở đó nhiều quá sao mình sống? Đuổi nó đi, nhưng mà quý vị sát vẫn ít hơn cái người mà không quy Tam Bảo. Tại vì người ta nghĩ rằng người ta đâu có mắc mớ gì đâu, phải sợ nó không chết, cho mày chết luôn nè. Đập mà còn nói nữa nè, chết mày chưa. Đập mà còn chửi nữa. Còn cái người quy Tam Bảo rồi á, là biết là sát sanh là gì, là yểu mạng. Biết tất cả mọi thứ đều có nhân quả, thì chúng ta cũng sát sanh, nhưng mà nhẹ hơn. Cái đó là thầy nói thật á. Giả sử như giờ quý vị làm lúa, không lẽ giờ thầy đi miền Tây, thầy quy y cho Phật tử miền Tây, thầy bỏ cái giới không sát sanh mà cho cái giới sát sanh rồi, còn ta còn xịt rầy không? Xịt chứ sao không xịt. Nhưng mà bây giờ xịt rầy á thì sao? Là họ phải biết cách họ xịt lúc nào để nó ngừa đi, đừng có để tới lúc mà sanh ra rồi mà giết quá trời quá đất. Vậy thì thịt ngừa, xịt ngừa cũng thì nó chết, nhưng mà chết ít hơn, đúng không? Hay gì quý vị cũng kiến nó bò vô nhà quá trời thì quý vị quét ra xong rồi quý vị lấy phấn quý vị vẽ nó, hoặc là quý vị lấy thuốc quý vị xịt. Nhưng mà xịt ở cái chỗ nào? Ở cái chỗ mà quét nó ra rồi mới xịt. Còn bây giờ người ta chưa quy thì người ta chơi mày luôn, xịt ngay đầu mày luôn cho mày chết cho lẹ, thấy không? Thì cũng hai người sát sanh, nhưng mà nếu mà ta là người Phật tử thì ta sát sanh ít hơn không? Ít hơn thì nghiệp quả ít hơn. Đồng ý với thầy chỗ này không? Đồng ý thì quan hơn. Vậy thì khuyên ông xã quy y luôn đi. Anh ơi, em nghe thầy nói rồi, em có hỏi thầy nói rồi, thầy nói anh cứ quy y đi, vì anh quy y á tội anh ít hơn. Chứ anh đừng có nói chân hoài chân trong gì á, mai mốt anh rút hết ra ngoài là em cứu anh không có được. Là mình cộng nghiệp với nhau mà. Có những người vì vợ vì con mà quên đi bản thân mình. Nhưng mà xin thưa, theo kinh Địa Tạng thì nói thế nào? Khi chết xuống địa ngục có nói vợ con gì không? Dầu rằng cha với con nhưng mà chẳng bằng lòng chịu khổ thay nhau. Chồng có cái nghiệp của chồng, vợ có cái nghiệp của vợ, con có cái nghiệp của con, cháu có cái nghiệp của nó. Mạnh ai nấy chịu cái nghiệp quả của mình, không ai bằng lòng chịu khổ thay ai. Tại chúng ta cộng nghiệp với nhau mà. Hiểu vậy là hiểu giáo pháp Phật chưa? Hiểu chưa? Rồi hiểu, cảm ơn. Thôi bữa nay bài Tam Bảo cho nên mình hát cái bài Tam Bảo coi. Nghe không? Rồi.
tìm hiểu về quy y Tam Bảo, cho nên giờ mình nói hát cái bài Tam Bảo. Lý này là lý đất dòng, lý đất dòng, cho nên thầy ca nó có gò có hổn gì quý vị ráng quý vị lắp giùm thầy nghe không. Con nhớ hoài bài học quy y, có nghĩa là trở về tựa nương, kính dân Tam Bảo thành tâm là ba ngôi quy bao, giúp con về nơi tốt lành, không vào ngã quỷ súc sanh, xa luôn đường địa ngục khổ đau. Nhớ ba ngôi bảo đó là trước tiên thờ tôn Phật Bảo, ngài đêm tâm thành dân hương, trọn lòng tôn kinh nhớ ơn. Pháp Bảo là lời giảng Như Lai, đã khắc vào triệu ngàn bộ kinh, mỗi đêm con mở từng trang, hòa theo lời chuông thanh thoát, nhắc con làm theo xưa mình, thiện lành muôn kiếp đừng quên. Ba nữa là thầy hiền chư tăng, xuất gia lập chí tu hành, đứng ngôi là Tam Bảo, trao truyền kinh vàng về sau, trọn lòng giao hoa chung sinh, trọn lòng giao hoa chung con hết rồi. Cái bài này nghe nó giống đất dòng không? Nó từ cục vậy đó. Thầy ráng thầy ca mà thầy nghe cái điệu lý này thầy ca nó không ổn ha. Thôi kệ nó, miễn sao nó có cái lời thôi. Nhưng mà cái ý của nó là nó cũng rất là tuyệt vời phải không nè. Một là Phật Bảo, hai là Pháp Bảo, ba là Tăng Bảo. Phật Bảo á, là nhờ mình quy Phật Bảo mà mình trở về nương tựa với chính mình, đêm ngày mình dâng hương với Phật với lòng tôn kính, là để soi gương Đức Phật để trở về với Phật tánh của mình. Chứ không phải thờ Phật là xin thầy, con thờ cái chỗ thật là cao, tối con bắt cái thang lên thật là cao, lỡ té lỗ vốn 3 ngày nữa không có thắp nhang. Cho nên mình thờ Phật á, mình thờ thấp thôi, để mình dối tay tới mình cắm nhang được, để mình thấy Phật, để mình quán chiếu với cái tâm của mình. Chứ đừng có nói là Phật mà cung kính rồi mình thờ tuốt lên trên đó mà, rồi Đức Phật thì sống với nhắn nhện, tại tối ngày nhắn nhện không à. Cao quá đi, năm 12 tháng mình mới lao chùi lần, ông Phật ở trên không biết khóc than với ai cả. Đó, cho nên bây giờ quý vị thờ Phật thì ở nhà làm cái bàn Phật thấp thấp thôi, nghe không? Cái thứ hai là Pháp Bảo. Cái giáo pháp của Phật là để mình học, mình học là để mình thực hành. Chứ đừng bao giờ á, có cuốn kinh về nhà để trển lâu lâu lên quét bụi. Nói như vậy có đúng không? Không, hằng ngày đem giáo pháp của Phật ra lật từng trang tụng học. Hồi xưa thầy có nói là nếu một vị Phật tử nào mà mua được, thỉnh được cuốn kinh, nếu mà cảm thấy mình không có thời gian để tụng, mỗi ngày xé một trang đi làm. Như vậy, học cho thuộc trang đó. Mỗi ngày ta học một trang vậy thì 100 ngày hết cuốn 100 trang. Rút lại nè, bữa nay rút lại rồi xong bắt đầu quý vị có hỏi gì trả lời nè. Quy Phật, nghĩa của quy y, quy là trở về, y là nương tựa, quy y là trở về nương tựa. Nương tựa Phật có nghĩa là ta học theo cái hạnh của Phật. Đức Phật dám bỏ tất cả để xuất gia thì ta cũng phải bỏ từ từ. Mấy không? Có bỏ được không? Nín thinh là biết bỏ được. Tại vì người ta thường khi ta nói nín thinh là đồng ý. Phải không? Mình phải bỏ từ từ để mình đi chứ. Rồi, mà mình quy Phật, nương tựa Phật, học theo cái hạnh của Phật là đỡ trở về với Phật tánh của mình. Một ngày nào đó mình giống y như Phật là mình trở thành Phật. À, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Rồi, hiểu ý này chưa? Hiểu chưa? Rồi mong rằng một ngày nào đó quý vị thành Phật hết. Và thứ hai, quy y Pháp. Quy y Pháp là cái lời dạy của Đức Thế Tôn. Để chi vậy? Để mình trở về với Pháp tánh thường trú thanh tịnh vắng lặng của chính mình. Vậy thì những lời của Đức Thế Tôn dạy có cái nào mình bỏ qua không? Niệm Phật không được chơi thiền, thiền không được chơi mật tông, mật tông không được chơi duy thức tông, duy thức tông không được chơi long tông. Là tại vì pháp môn nào cũng là lời Phật nói ra.
Mà nếu lời Phật nói ra thì chúng ta phải học hết. Chúng ta ráng tranh thủ thời gian mỗi ngày như vậy, chúng ta học giáo pháp của Như Lai để như vậy ta hiểu được Đức Phật dạy cái gì. Chứ còn suốt một đời á, chúng ta đóng khung chúng ta lại là nghiên cứu về tịnh độ thôi, thì thật sự ra suốt một đời ta nghiên cứu chưa hết nữa. Nhưng mà cái hiểu của chúng ta nó bị biên kiến, nó phiến diện, nó chưa tròn đầy. Mà chúng ta cần phải hiểu một cách tròn đầy. Cho nên ngày xưa đó, quý thầy không có cho tăng ni đi đi ra ngoài trường thế gian học đâu. Mà thầy hỏi quý vị nè, chứ nếu như mà cái thế học của mình thấp quá, làm sao mình có tri thức để mình cảm nhận được Phật học chứ. Cho nên bây giờ chư Tôn Đức mở cửa ra cho đi ra ngoài học. Thì hồi xưa đó, thì cha mẹ mình không cho cái người nữ đi học nữa. Tại sao vậy? Cứ nói mày con gái mà mai mốt cũng theo chồng học chứ, học đi viết thư bộ. Và ngày xưa quý thầy cũng vậy, có cái tư tưởng cổ hủ vậy đó. Tu là không có học, học chứ chùa tụng kinh gõ mõ vậy được rồi, thấy không? Cho ra trường học xong rồi nó có cánh nó bay luôn à. Nhưng mà cũng thiệt, nó ra trường đại học rồi á, hầu như bay cũng nhiều lắm. Thì mờ chung một khóa với thầy thì cũng có mấy người mọc cánh. Mà tiến trình tu thì nó vậy thôi, thì nghiệp ai nấy chịu. Ai có bản lãnh thì vượt qua, ai không có bản lãnh thì mọc cánh bay, chứ mắc gì mình chặt cánh người ta làm chi, thấy không? Cũng như giờ thầy chưa, thầy nuôi mấy chú tiểu này, chứ mong gì mai này nó tu hết. Nhưng mà cũng rất là mong dạy cho nó hiểu hết rồi. Tới chừng nó có lông có cánh rồi, nó ở lại với mình, nó phục vụ đạo pháp thì tốt. Nó không có thì nó cũng là một công dân tốt cho xã hội vậy. Thế tại sao mà mình không cho nó đi học, mình ngu dân để trị theo cái kiểu phong kiến á. Kiểu phong kiến là ngu dân để trị là không có đúng. Mà trong đạo Phật thì chúng ta phải hiểu cái giáo pháp Phật là vậy. Rồi, cái thứ ba. Ủa, mà hiểu chưa ta? Giáo pháp Phật thì nói vậy, hiểu chưa? À, đạo Phật lấy trí tuệ làm sự nghiệp nha. Chứ quý vị mà không có trí là không có sự nghiệp đâu á. Cái thứ ba là quy y tăng, là chư tăng trong mười phương là thầy của mình. Ngôi chùa nào cũng là cái chỗ mình nương tựa, mình hướng về. Chứ không có một riêng một ngôi chùa nào gọi là chùa của tôi cả. Và bản thân thầy cũng vậy. Bản thân thầy lập cái nơi này để cho mọi người tu học cũng chẳng phải là cái của mình. Nếu mà thầy nói cái này là của tôi là thế nào chết cũng đọa vào đây. Quý vị hiểu chưa? Hiểu ý này phải không? Rồi, hiểu vậy là được rồi. Hiểu vậy là thầy an tâm rồi đó. Chứ có nhiều người cũng phiền não dữ lắm á. Thầy ơi, bữa nay chùa con cũng tu, làm sao con qua bên thầy tu được chứ? Vậy thì hỏi chùa con là chùa nào vậy con? À, nó bắt đầu nói trở lại, nó nói chùa thầy con. Thì ở đâu tu cũng được hết, đâu có gì đó. Và có khi mà mình có duyên với nhau thì chỗ tu một buổi. Cũng như là bên kia tu một buổi, bên đây tu một buổi, chia nhau vậy. Còn không ấy thì buổi sáng tu với thầy, chiều về bên đó tu. Thấy không? Có khi mình quan hỷ như vậy thì nó cũng rất là vui chứ không có gì. Thầy không có bắt buộc là quý vị bây giờ thầy phải truyền giới. Ngày xưa để cho mọi người đừng có giải đãi, cho nên quý thầy truyền giới. Truyền giới là khi nào chưa xả giới là không được ra khỏi cổng chùa. À, còn giờ này là không có truyền giới, tu một ngày an lạc. Nếu quý vị về đó, quý vị buông hết việc nhà về tới chùa, an lạc chưa? An lạc cũng bỏ dấu á lên nữa, trở thành an lạc. Mà an lạc là ăn chay, về chùa ăn chay một bữa, được không? Hiểu chưa? Hiểu rồi, ca một cái bài vô thường miếng coi. Hát bài vô thường ha. Cái bài này ca chưa ta? Cái bài này là Lý Cái Mơn, ca chưa? Ca rồi, ca bài khác. Tứ nhiếp pháp, ca chưa? Tứ nhiếp pháp, ca chưa? Ca cổ. Tao coi cái bài, coi cái này này, coi có cổ không? À, chú kêu là hát lên chùa ngủ gục kìa. Bài đó nổi tiếng lâu rồi đó. Lên trên chùa mà ngủ gục, bị sư phụ la cho. Thầy có nói năng chi, con cùng ngủ cho bằng được. Ai nói chi cũng mặc kệ, ngủ thì ngủ mà tu thì tu. Ai
ai lên chùa cũng ham ngủ, mỗi lần ngủ là say xưa. Bởi vì thế cho nên 2 giờ trưa chưa dậy, bị sư phụ cầm gậy quất một mớ ba rồi. Ai lên chùa cũng ham ngủ, mỗi lần ngủ là mê say. Thuyền vượt sóng lên mây, đi vào trong cõi mộng, cho đời thêm vòng đồng để cuộc đời trôi không. Ơn sanh thành của cha mẹ, nghĩa sư trường cao thâm, nguyện đem hết thân tâm tu hành cho thành đạt, mai này sang cực lạc trở về độ chúng sanh. Ai lên chùa cũng ham ngủ, mỗi lần ngủ là say xưa. Bởi vì thế cho nên 2 giờ trưa chưa dậy, bị sư phụ cầm gậy quất một mớ ba rồi. Ai lên chùa cũng ham ngủ, mỗi lần ngủ là mê say. Thuyền vượt sóng lên mây, đi vào trong cõi mộng, cho đời thêm vòng đồng để cuộc đời ba không. Ơn sanh thành của cha mẹ, nghĩa sư trường cao thâm, nguyện đem hết thân tâm tu hành cho thành đạt, mai này sang cực lạc trở về độ chúng sanh. Mai này sang cực lạc trở về độ thầy với. Tại vì thầy biết thế nào thầy trợ niệm cho quý vị, quý vị về cực lạc trước thì trở về độ thầy với. Chứ còn chứ mình không kêu người ta không về ta độ sao. À, ca nữa. Như vậy thì trong cái pháp hội nào thầy cũng thường gửi tặng quý vị một trong những cái khúc hát để chi vậy, để quý vị vừa nghe giảng mà vừa nghe hát được cho vui vậy thôi, phải không? Chứ mình không phải là làm ăn ba cái vụ hát này. Chúng ta lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.